Xin chào mọi người và nhất là những người anh sinh năm 1967 tuổi Đinh Mùi. Đây là video mà em làm về cái tử vi cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh. Thì có thể nói rằng là năm nay là một năm có nhiều cái may mắn và nhiều cái thuận lợi ở trong các cái công việc làm ăn, không làm cho các anh thất vọng. Đây có thể nói là một năm đặc biệt thành công, xét về nhiều mặt, xét về cơ hội cũng như là có một ít chống phá ở trong những cái tinh quân không được tốt đẹp. Nhìn chung là như vậy, đó là một cái điều mà có thể nói là may mắn. Thì để không có làm mất thời gian của các anh đó, thì mình sẽ phải đi vào xem xét xem nó như thế nào. Thì như đã nói á, người mà Kỷ Mùi á, quên lòng người Đinh Mùi sinh năm 1967 á, của các anh á, là có cái thiên can á, mang chữ Đinh, gọi là thân cư mệnh á, thì rất là dễ có. Những cái người mà mang chữ Đinh, người Đinh Mùi á, thân cư mệnh rất là dễ có. Thái âm nè, thiên đồng, thiên cơ là cử môn, là tiền đề cho những cái người tuổi Đinh này á, có thuận lợi trong cuộc sống, gặp khá nhiều may mắn và xuôi thuận ở trong cái đường đời, không có quá là gặp nhiều cái bôm ba giống như những cái chữ khác, cái sinh can chữ khác. Người chữ Đinh là Đinh Mùi nữa, Mùi thì như đã nói rồi, đi bước nào chắc bước đó. Họ không có thích cái sự mạo hiểm, dù là mệnh thủy nhưng mà họ không có thích sự mạo hiểm đâu ha. Thì trong cuộc sống á, thì đặc biệt á, thì rất là hay được phụ nữ giúp đỡ. Nếu mà có con gái đầu lòng á, là báo hiệu cho cái sự tốt lành của gia đạo. Thường thì gia đạo mà của các anh mà có được con gái đầu lòng á, thì công việc làm ăn sẽ là phát triển ha. Đa phần các anh á, là người thích sự căn cơ ổn định. Người tuổi Đinh Mùi ha, dù là chữ Đinh á, là người ta là cứng cỏi, nhưng mà các anh lại là người là thích căn cơ ổn định. Nên nhiều người lầm là ý chí tiến thủ không có cao, không có cái mưu cầu mà vượt cao, nhưng mà không phải đâu. Các anh là một cái người mà có cái nội tâm rất là lớn, và cái gọi là cái, mình nói là giả tâm thì không đúng, mà nói là cái lòng ham muốn rất là cao, nhưng mà luôn do là cái người suy đi tính lại rất là kỹ khi làm chuyện mọi chuyện, cho nên là nhiều người đôi khi nó làm cái cơ hội phục mất. Nhưng mà tại vì với các anh thì nó chưa có chắc cú thì các anh không làm vậy thôi ha. Vì thế công danh sự nghiệp á, của các anh nó ít bị thăng trầm. Các anh là người có khả năng và rất kiên định, người mà tuổi Đinh Mùi thì kiên nhẫn và kiên định lắm, nên ít bị thăng trầm. Gia đình thì thường là êm ấm, các anh rất là người có tiếng nói của gia đình. Tiền vận á, thì đa phần thì tiền vận ai cũng lên xuống chao đảo do thiếu cái kinh nghiệm sống, nhưng là người cần cù và tích lũy, nên trung niên thì đã căn cơ căn bản. Các anh già này thì đa phần em không nói, có những người thì ỷ mệnh số tốt số thì gây nghiệp thì phải trả thôi ha, cái đó chuyện đó thì mình không thể nói. Nếu mà sanh vào á, mùa thu mùa đông mà ban đêm á, thì cuộc sống khá an nhàn. Thường là gia đình ổn định, vợ con là đề hòa. Nghịch sanh lỗi số thì không mấy gian nan đâu, cũng không có mấy gian nan. Thường là tha phương lập nghiệp và dễ được người giúp đỡ, nhất là nữ ha. Các anh có xấu có đẹp gì đi nữa thì nữ các anh cũng rất là dân hết. Hậu vận là đều có khá giả và con cái nên danh. Đó là cái thiên tính, cái chung của cái người mà Đinh Mùi sinh năm 1967. Năm nay các anh 53 tuổi, là các anh là ân nam, âm nam ha. Thì đối với cái năm này, năm Kỷ Hợi 2019 thì tuổi của các anh sẽ như sau. Thì với cái mệnh đó là thiên thượng thủy, là nước ở trên trời á, của các anh á, thì gặp cái năm gọi là bình địa mộc mà âm, thì chủ về hao tán sức khỏe, bởi vì gọi là sinh xuất mà thủy sinh mộc. Thì tất cả mọi việc làm ăn thì có thể nói là thuận lợi, nhưng mà
lợi cho mình không nhiều mà lợi cho người khác thì nhiều hơn. Tức là mình làm ví dụ mình làm ra 10 đồng thì đáng lẽ là mình phải hưởng được 10 đồng nhưng có mình, hoặc là 5 năm nhưng mà thường là mình chỉ hưởng được 3 tới 4 đồng thôi, còn lại người khác nhiều hưởng lợi nhiều hơn do là mệnh bị sinh xuất. Mà khi mà mệnh bị sinh xuất đó, thì nó ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe ha. Các anh cần cẩn thận. Các anh năm nay rất là may mắn, năm Kỷ Hợi này á, các anh rất là may mắn với cái sao Thái Âm chiếu mạng. Người ta nói sao Thái Âm chiếu mạng là may mắn, phúc lộc tốt. Đây là một ngôi sao tốt, là biểu hiện của mặt trăng đối với nam. Có Thái Âm chiếu mạng á, thì được bạn bè giúp đỡ, nhất là về tiền bạc, cơ hội làm ăn. Vì sao này còn gọi là tài tinh đối với cái người mà mệnh thủy, người mà chưa lập gia đình đó, đang ở đó cái giai đoạn độc thân đó, có sao Thái Âm này đó, thì thường là hồng loan với lại đào hoa nó sẽ vận rất mạnh, dễ có cái tình cảm mới. Mà đặc biệt là các anh ha, rất là dễ thu hút phụ nữ, dù là người im im hoặc là người không quá sôi nổi, nhưng mà đặc biệt có cái sự thu hút ở phái nữ. Rồi thì hạn á của năm á, thì năm nay các anh gặp hạn Diêm Vương. Mà người ta nói gặp hạn Diêm Vương á thì kỵ về việc thứ kỵ chủ về mất mát tiền bạc. Cái gian đối với nữ á, mà gặp sao Diêm Vương á, là hay coi về thai nghén rồi bệnh hoạn về đường máu huyết. Nhưng mà nếu mà với nam á, sao Diêm Vương á thì nó chủ về cái sự rắc rối về giấy tờ. Tuy nhiên á, cái sao này không có ảnh hưởng nặng đến cái việc làm ăn. Cái hạn của Diêm Vương không ảnh hưởng nhiều đến làm ăn, chủ yếu là sức khỏe ha. Chưa gì có thấy hai cái gì sức khỏe rồi đó. Mệnh bị sinh xuất, hạn Diêm Vương thì về bệnh chứ không có kiện thưa gì đâu nhiều đâu. Thì rõ ràng là các anh năm nay nên cần chú ý đến phần sức khỏe. Vận niên là một vận niên hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái, biểu tượng của con khỉ nó được hái trái cây nó ăn á. Là hình tượng rất là tốt đẹp, báo hiệu năm nay sẽ gặp được nhiều may mắn. Có những công việc của năm trước bị ách tắc, thì đến nay lại gặp được cơ hội để giải quyết dứt điểm mà hanh thông. Đường công danh như rồng, người ta nói như rồng gặp mây á, các anh ha. Cứ thẳng bước mà tiến, mặc cho cái người ghen tị gây khó dễ. Kinh doanh buôn bán thì mọi thứ thì thuận bờm xuôi gió. Rõ ràng là ngon lành à, thấy là êm à, với cái vận niên mà hậu thực quả này thì ngon lành ha. Thiên can á, chữ đinh với chữ kỷ thì nó không có tương khắc gì cả. Nhưng mà đinh á, thì thuộc hỏa, kỷ thì thuộc thổ, người ta nói là nó vẫn là thuộc cái dòng tương sinh ha. Hỏa sinh thổ, mà đinh thiên can thì như đã biết, em đã trình bày ở nhiều cái video clip khác, thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái công việc, mà nó có cái sự cộng sinh như vậy thì nó vẫn tốt đẹp. Tuy nhiên là người ta có thể có những người khác họ sẽ luận là đinh với kỷ là đinh sinh ra kỷ, tức là sinh xuất về thiên can, sẽ gây ảnh hưởng về tiền bạc. Nhưng mà nếu như có thì đây là cái sự đầu tư, chứ không phải là mình mất đi, hoặc là mình cũng sẽ phải đề phòng cái việc mà hao tài. Nhưng mà nếu như mình biết nó như vậy thì rồi thì mình có những cái sự gọi là cân nhắc khi mà đầu tư để làm ăn ha. Chủ yếu là năm nay phải chú ý đến mức sức khỏe, dù gì nữa là vừa sinh xuất bản mệnh ha, là thủy sinh mộc, rồi dẫn đây là thiên can sinh xuất nữa, thì coi chừng là bị bệnh gây ảnh hưởng đến công việc. Địa chi mùi gặp hợp, mùi gặp hợi là tam hợp. May mắn, có thể nói là năm 2019 năm Kỷ Hợi á, thì người sinh năm Mùi là một nhà chiến lược ha. Thì người năm Mùi mà thì họ chỉ cần bước chậm chậm thôi, cái hợi của thủy này á, để nhìn xuyên suốt, thấu hiểu được mọi việc. Có thể nói là tam hợp của địa chi thì rất là tốt. Người ta nói tam hợp hỏa đừng tam tai, chứ đừng nói tam hợp mà không có tam tai lại được thuận lợi về nhiều mặt như thế này, được cái vận niên tốt, thì rõ ràng là với cái tam hợp này sẽ đem đến cái cơ hội phát triển mạnh mặt cho các anh. Thì rồi đó là cơ bản về cái bên ngoài của cái tử vi.
năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh. Thì bây giờ mình xem tiếp coi là nó như thế nào, xét sâu hơn ha. Về sự nghiệp của năm 2019 đối với tuổi Đinh Mùi á, thì năm Kỷ Hợi á, các anh gặp sao thứ thái âm chiếu mạng, công danh tài lộc gặp nhiều may mắn, người ta gọi là mưu sự dễ thành, được nhiều người giúp đỡ. Sao thái âm thì nó thuộc hành kim, đối với cái người mệnh thủy là kim nó sinh thủy, có nhiều cái thuận lợi hơn nữa. Cái sao thái âm nó được cái thời để nó phát huy ra tác dụng, nó đem đến rất là nhiều điều mà tốt đẹp. Còn xét về mặt tứ trụ á, thì với tứ trụ á, thì các anh năm nay nó không được tốt đẹp. Về tử vi thì tốt ha, và tứ trụ thì nó là năm nay là năm thiên hao và địa xung. Thiên hao thì ảnh hưởng đến công việc làm ăn, địa xung là ảnh hưởng đến với gia đạo, đó là về xét về tứ trụ. Thiên hao thì công việc làm ăn dễ gây hao tốn tiền bạc. Gia đình mà gặp địa xung á, thì gia đình tình cảm có nhiều xáo trộn, bất an và bản thân đề phòng tai nạn, tức là bệnh. Rồi vận niên á, thì như đã nói ở trên rồi, vận niên hậu thực quả thì rất tốt. Là một năm có thể tung hoành về công việc làm ăn và nhiều thứ phát triển khác, đó là một cái vận niên tốt đẹp. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về ngũ hành mà luận giải thì năm nay can kỷ thì nó thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên là thổ vượng. Đối với các anh gặp mạng thủy gặp năm thổ, tức là tương khắc thổ khắc thủy, có phần chướng ngại khó khăn với cái thiên hà thủy, với cái người mạnh thủy. Nhưng mà cái người mà thiên hà thủy thì không sợ thổ vượng. Năm nay năm Kỷ Hợi là thuộc mộc, nhưng mà ngũ hành là hợp thổ, tức là rất là dễ sinh tài lộc từ đất. Năm tới là đất dễ sinh tài lộc, đồng nghĩa với đất cũng dễ sinh ra những cái tai họa lớn, thí dụ như lở đất ha, hay là núi lửa phun rồi này kia, đó là những cái mà từ đất lên, có thể nói là như vậy, dự báo là như vậy đó. Như vậy sao vận thì khá tốt, nhưng gặp năm là thiên can sinh xuất, có thể xảy ra những việc chẳng lành trong các mối quan hệ làm ăn, hoặc là mình làm cho người ta ăn nhiều hơn mình tức, mình cảm thấy mình khó chịu, chứ không phải là mình tức ha. Các anh thì không bao giờ thấy mà các anh mà nổi nóng cái việc lớn như vậy đâu, để mà gọi là tức. Rồi nhờ bản tính đó, cho nên đó là nhờ bản tính mà của các anh đó, là vốn là người kỹ tính, cân đo đong đếm, có thể nói là có nhiều người gọi là sợ sóng to gió lớn, không thích mạo hiểm, nên là năm tới các anh cũng sẽ không gặp nhiều rủi ro đâu, thì các anh suy tính khá kỹ ha. Rồi với tình trạng này á, chỉ nên an phận thủ thường, làm việc cũ và đường cũ mà đi, đừng có đầu tư và mở rộng cái gì mới ha. Các anh thì nếu mà làm cái gì mới thì các anh suy tính khá kỹ, nhưng mà năm tới thì đó là về sách vở nói thế. Còn nếu như em với những cái thuận lợi mà mình đã xét thì cảm thấy rằng cũng không đến nỗi nào mà không làm được chuyện lớn ha. Dĩ nhiên là trong cái tốt nó cũng có cái xấu, trong có cái xấu cũng có cái tốt, chứ không nhất thiết là cứ cái nào mà mình cũng cảm thấy mình sợ riết làm sao mình phát triển. Tại vì các anh đang ở trong cái giai đoạn cũng khá là hấp dẫn, đó là từ năm 32 tới năm 61 tuổi là các anh có những cái năm mà rất là thành công, liên tiếp những năm là may mắn. Khởi đầu là năm 53 tuổi các anh có, đặc biệt là những cái thời vận rất là tốt đẹp. Đặc biệt á, là với cái ngũ quan, cái ngũ hành như thế này á, thì các anh nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình, và nhất là cẩn thận cái bệnh nạn. Có như vậy thì cuộc sống của cái năm tới sẽ rất là tốt đẹp và có nhiều thành công. Còn xét về mặt tử vi đi, tiểu vận thì đi vào thắng địa ha, Tây Nam mà, hướng Tây Nam thì đó là thắng địa đối với các người tuổi Đinh Mùi, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành khác do sao hạn, các cái tinh quân xấu gây ra. Đại vận 10 năm, tức là từ năm 52 đến năm 61 tuổi là người Đinh Mùi có 10 năm rất là thành công, tốt đẹp. Sự nghiệp có phần tăng trưởng, gia sự đang trên đà đi lên, thì
tiểu Hạng lại đi vào thắng địa nữa, sẽ kết hợp với cái đại vận, nên là tứ, nên sẽ phần nào khống chế cái tứ trụ có nhiều cái chống phá. Đây là một năm có thể nói là tử vi khống chế đối lập với lại tứ trụ. Tứ trụ thì xấu nhưng mà tử vi thì rất là đẹp, tuyệt vời, bởi vì thắng địa rồi ha, bắt đầu 10 năm đại vận. Thì trong cái tử vi thì có các cái sao tọa cung tiểu vận, có các sao cố định của năm như là lưu niên văn tinh nè, thiên quan, đại hao, điếu khách, phá toái, quan đới, có triệt cuối cùng. Nghe những cái tinh quân đầu thấy quải rồi, có lưu niên văn tinh được nè, thiên quan cũng là ok đi, là thuận thời của ý trời đã đến đi ha, nhưng mà đi với đại hao, điếu khách, rồi phá toái, rồi tới quan đới nữa, ôi chính cha ha. Đại hao là biết là nghe lại mới hao tốn rồi, mà đi với điếu khách tức là các cái mối quan hệ làm ăn có sẽ có trắc trở, sẽ có người lừa mình để ý ha, đặc biệt là có phá toái đi với quan đới là rất dễ đáo tùng địch. Các anh cần cẩn thận. Như vậy mà tổng hợp những cái này mà có thể liên kết lại với nhau mà có thể nói thì năm tới các anh nên cẩn thận về ký tá giấy tờ và hùng hạp làm ăn, thì rất là dễ dẫn đến kiện thương. Nhưng mà rất may là các anh có triệt đi cuối cùng, như đã nói ở những cái video trước và xưa giờ, thì cái ông triệt này ông rất là đặc biệt, là cứ ổng cứ tốt xấu gì vô cái ông cắt 50% hết, ổng triệt tiêu hết, dù sau đó là sao tốt hay sao xấu. Cho nên là với một loạt cái sao xấu này thì có một ông lưu niên văn tinh là với lại thiên quan là thuận năm á thì ngon thôi, chứ còn mấy ông sao còn xấu không thì nhờ có ông triệt này thì ông cũng cắt bớt đi coi như 50%, như là sự việc nếu có xảy ra thì cũng nhẹ nhàng mà vượt qua, không đến nỗi nào gây cho các anh quá hao tốn, các anh yên tâm ha. Cung xung chiếu thì có các sao cố định của năm như Long Trì, Tiểu Hao, Quan Phủ mà đi với Mộ, thì cũng không có gì là quá lớn lao. Tiểu Hao đi với Quan Phủ thì được Long Trì đi trước thì cũng đỡ đần, cũng dù gì nữa cũng có năm cũng có người mà đỡ đần giúp đỡ mình, đưa mình qua những cái sự khó khăn nếu như gặp xung chiếu, không phải đến nỗi nào có tử phù ở trong này thì mới sợ, chứ Quan Phủ thì cũng không sao ha. Rồi Quan Phủ này thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái sự hao tốn ở bên trên của cái việc mà mình liên quan đến đáo tụng đình, nếu như đáo tụng đình thì mình phần thua sẽ thiệt nhiều về nhiều mình, nhưng mà nó chứ không phải là không có ha, chứ không phải như là ở trên mình nghĩ là nó ok. Cung nhị hợp thì có các sao cố định của năm á, thì Hồng Loan nè, Nguyệt Đức, Thanh Long, Tử Phù, Thiên La, Tuần. Như đã nói nha, cái người mà có sao thái âm thì Hồng Loan, Nguyệt Đức nó hoành hành mạnh. Nếu mà cung nhị hợp mà có Hồng Loan, Nguyệt Đức thì các anh mà độc thân thì năm nay rất là dễ có các chị để mà về góp gạo thổi cung cơm chung. Khỏi lo ha, có Thanh Long thì quá tốt. Tuy nhiên có Tử Phù, Thiên La đi với Tử và Tuần thì Tử Tuần này Thiên La nhưng mà cũng còn các anh mà có gia đình thì đừng có lén phén ha, lén phén năm nay thì rất dễ xảy ra chuyện y xèo. Tự nhiên có Thiên La là có những như là bảy vậy đó, bảy của tình cảm đối với mình ha. Hồng Loan, Nguyệt Đức, Thanh Long đi trước Tử Phù và Thiên La thì đó là vấn đề của cái việc mà mình cẩn thận ở trong cái các mối quan hệ về phụ nữ, họ có thể là gây ra cho mình khó khăn. Tuy nhiên mà có ông Tuần ở cuối thì cũng ông Tuần thì ổng không như được truyền ha, truyền thì còn ấy, chứ còn Tuần này còn lôi thêm nữa, sẽ lôi thêm nhiều chuyện về phiền hà về phụ nữ, không phải chỉ riêng năm nay mà sẽ còn lâu dài, cho nên cẩn thận. Cung tam hợp có các sao cố định của năm như là Thiên Mã, Lực Sĩ, Đà La, Thiên Hư, Tuế Phá, Bệnh, Tuần, Tấu Thư, Tang Môn, Thai. Có Tang Môn mà đi trước Tấu Thư, đi trước Thai, có Bệnh, Tuế Phá, nghe có Thiên Mã, Lực Sĩ, Đà La thì cũng là ngon đi. Tuy nhiên có Thiên Hư và Tuế Phá
bệnh đi trước tuần, tấu thương tăng môn thai, thì những cái tinh quân này báo hiệu là sẽ có với cái tăng môn thai này thì con cái hoặc là những người cháu chắc, những người nhỏ hơn mình, em hoặc là rất là có dễ có cái việc dẫn đến bệnh hoạn, có bệnh tế phá và bệnh đi trước nữa, cho nên là cần cẩn thận. Đó là về mặt làm ăn, đi với cái cung đó như vậy ha. Người ta nói với thai và bệnh, bệnh phù hội nhập đó, công việc dễ gặp trở ngại do sức khỏe yếu, nên không tính, nên năm nay là toan tính chuyện lớn, dễ cái gặp cái chuyện bệnh mà làm cho nó không có được tốt đẹp. Bản thân nên đề phòng bệnh nặng, nếu không kiềm chế cái sự mà ham muốn tình cảm của mình ở bên ngoài á, thì sẽ phải gánh lấy hậu quả khó lường ha. Đó là những cái gì mà nói hội chiếu tam hợp á, như đã nói ở trên á, thì sẽ được nhiều người thương mến, giúp đỡ, ủng hộ để vượt qua khó khăn, đặc biệt với cái với nhiều cái phúc tinh như là thiên mã lực sĩ ha, thì đặc biệt là có hóa khoa, không có hóa khoa thì nó sẽ giúp cho khả năng ngăn chặn hóa giải cái sự chẳng lành, đem đến nhiều cái may mắn. Nếu mà tự thân biết lắm cái chuyện mà tranh chấp thì các anh là luôn luôn rất là giỏi cái lắm cái chuyện tranh chấp, thì các anh sẽ vượt qua một cách rất là ok. Như đã nói nè, về mặt mà tài chính đi, thì mà nói thiên phủ mà nó bị triệt ở đi cùng như vậy á, thì rất là dễ có thể bị hao tốn. Năm nay, năm mà 2019 mà ai mà mượn tiền thì tốt nhất là lắc đầu ha, cố gắng bảo toàn sự nghiệp, đừng có đầu tư tiền, tại vì như đã nói rồi, điếu khách mà đi với đại hao ha. Đại hao đi trước điếu khách phá tối quan đới, thì tốt nhất là không nên được dính dáng tiền bạc với một cái người bên ngoài, họ sẽ rất là dễ gây hao tốn cho các anh. Rồi, đó là về mặt tài chính ha. Còn về mặt tình cảm thì sao? Theo lịch âm thì năm 2019 hạn vận thì ok, hạn thì không tốt, vận thì ok. Cuộc sống có nhiều cái thuận lợi, tình cảm vợ chồng thì ok, không đến nỗi nào. Nếu đã có mà gia đình á, vợ chồng á, với cái những cái điều mà không có được tốt đẹp của các sao trên á, thì không nên cố gắng nhịn. Nếu như mà tiết chế cái việc quan hệ tình cảm với phụ nữ ở bên ngoài, nếu không sẽ xảy ra chuyện mà không tốt đẹp ở trong gia đình, đặc biệt là dễ gây sức mẻ tình cảm ha. Hạn thì có thai ha. Như hồi nãy đã nói, hạn thì có thai rồi, thai tan môn, ấu thư và bệnh đi với tế phá này, thì về mặt tình cảm ha, dễ xảy ra tranh chấp cãi cọ với gia đạo, tức là không phải là gia đình, tức là không phải là vợ chồng, tức là anh em ở trong họ rồi này kia, rất là có những cái điều mà nó không tốt đẹp. Rồi đối với mà các anh mà độc thân á, thì năm nay như đã nói ha, sao thấy âm nó chiếu, cho nên là đào hoa với hồng loan nó vẫn rất mạnh. Các anh mà muốn mà cứ buông cô này bắt cô kia, thấy năm nay thấy nhiều người đến với mình mà buông cô này bắt cô kia, thì sẽ gặp rắc rối rất là lớn. Tại vì nên nhớ là tứ trụ năm nay nó như là cái mũi nhọn nó chĩa vào các anh. Dù là các anh có tử vi tốt, nhưng mà tứ trụ không tốt nó cũng sẽ đem đến những cái địa xung. Như đã nói là tứ trụ về là bị thiên hao và địa xung, thì rất là đem về nhiều cái rắc rối về tình cảm cho các anh. Dù là hồng loan đào hoa nó vẫn rất mạnh. Đó là cẩn thận ha. Rồi về mặt sức khỏe thì rõ ràng là năm 2019 là một năm bất lợi về sức khỏe, không có tốt cho sức khỏe. Tại vì biết sao, mạng là bị sinh xuất, nhưng mà ngoài cái sinh xuất ra là gặp năm hỏa, gặp năm là
Thổ vượng nữa, mây người mệnh thủy mà thổ nó khắc thủy, dù là các anh là thiên thượng thủy lửa trên trời nữa thì xét về chung thì thổ nó vẫn khắc thủy, nó sẽ không có điều ngon lành về sức khỏe, cho nên các anh cần để ý sức khỏe, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần công việc. À, rồi đó là những gì mà có thể nói là sơ đẳng về sức khỏe. Năm 2019 này thì các anh lái xe nên cẩn thận. À, tuy là gọi là gì, không có nguy, nhưng mà nó bị suy ha, bổn mạng của mình không có nguy, tức là không có thể mất mạng đâu, nhưng mà có thể là bị trầy trụa đồ này kia, cho nên là lái xe cẩn thận. À, đi đường xa vẫn để ý, cái gì dù gì đi nữa thì nên nhớ bổn mạng của năm của chúng ta là không tốt đẹp, nhớ nha các anh nha. Rồi đó là cơ bản những cái gì mà tử vi của cả năm đối với cái người mà Đinh Mùi sinh năm 1967 Nam Mạng. Thì như đã nói thì em hay làm luôn cả vận hạn của 6 tháng, từng 6 tháng thì 6 tháng đầu năm em sẽ làm luôn, thì coi xem thử coi là mình đã năm, cả năm đã như vậy rồi, xét từng tháng coi là mình có lợi không. Từ gì có thể cả năm mình thấy nó tốt đẹp, nhưng mà sẽ có tháng nào đó nó kiêng kỵ, mình phải cần tránh né. Thì đầu tiên hết là tháng Giêng của năm Kỷ Hợi 2019 thì là một cái tháng Bính Dần, một tháng hỏa. Như vậy là mệnh thủy khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ, cẩn thận đường đường ruột máu huyết. Tháng này là tháng nhậu nhẹt, mà tháng Giêng là tháng ăn chơi, là các anh nhậu nhẹt rồi này kia, cho nên là cần cẩn thận với cái bổn mệnh mà thủy khắc hỏa của mình. Mình khắc nó khắc tháng thì cũng chưa đến nỗi nào đâu ha, mình khắc tháng là vẫn còn tốt hơn là mình sinh xuất tháng hoặc là mình bị tháng khắc. À, rồi thiên can là Bính Đinh, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, nhưng mà như đã nói là Bính Đinh thì cùng hành hỏa, có thể nói là cùng hàng về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can là tốt đẹp. À, địa chi Dần Mùi là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp. À, mặt khác cái Dần là thổ. Mặt khác là Mùi là thổ. À, Dần là mộc. Rồi mặt khác là thì như bạn nói thì là Dần là Mùi là mộc, cho nên là có thể nói là tháng Giêng thì nó không có cái việc gì là quá xung khắc tốt đẹp, chủ yếu là cái bổn mệnh ha, vẫn là cái cần để ý, nhưng mà nếu có thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, không có chuyện gì xảy ra quá lớn đâu. À, các anh yên tâm ha. Rồi tiếp tục là tháng 2, một tháng Mão. À, tháng 2 của năm Kỷ Hợi là tháng Đinh Mão, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy là thủy khắc hỏa, bổ mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ. À, các anh cũng nhớ cẩn thận ha, vào là tháng 1, tháng 2 là hai tháng hỏa hết. Thiên can chữ Đinh thì Đinh Mùi gặp Đinh Mão là đồng hàng, công việc và các mối làm ăn, quan hệ xã hội sẽ tốt đẹp. À, như vậy rõ ràng là tốt, mới khởi động 2 tháng thì cũng giống như là cái tử vi cả năm đã nói ha, công việc sẽ tốt đẹp, mọi điều sẽ hanh thông. À, địa chi là thuộc nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, đem lại không những cho gia đạo mà còn cho cả công việc và các cái khác. Như vậy tháng 2 là một tháng tốt đẹp về công việc và gia đạo, tuy nhiên nó vẫn phải cần chú ý nhiều về mặt sức khỏe, do mạng bị chúng ta khắc tháng không được tốt đẹp lắm ha. Rồi tiếp tục đến tháng 3 của năm Kỷ Hợi, đó là tháng Mậu Thìn, một tháng gốc mộc. Như vậy mệnh là các anh là mệnh thủy, thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu ha, sức khỏe bị sinh xuất ra thì sức khỏe nó không được tốt đẹp, cần phải chú ý. Thiên can chữ Đinh với chữ Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, ngon lành. Cái thiên can chữ Đinh là thuộc hỏa, chữ Mậu là thuộc thổ, như vậy là thuộc dòng tương sinh, hỏa sinh thổ, cho nên là có thể nói là các mối quan hệ, các mối làm ăn vẫn rất là tốt đẹp. Một điều mà các anh bây giờ là quan tâm nhiều là mối quan tâm nhiều của cái người mà Đinh Mùi, cái công an việc làm ăn mà thấy suôn sẻ, thấy đầu óc nó cũng thảnh thơi hơn ha. Đó, các anh là ý như vậy, đó là một điều ngon lành ha. Rồi
địa chi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Thìn với Mùi là nằm trong tứ hành xung. Tuy nhiên là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì cùng hành thổ hết, cho nên cái sự xung khắc của cái chữ Thìn với Mùi nó xa nhau là nó cũng không đến nỗi nặng. Địa chi chắc nó cũng có chuyện va chạm và chút xíu nhau vậy thôi, chứ còn cũng không có gì. Gia đình không có quá xung khắc, không có cái gì mà cần phải chú ý nhiều đâu, các anh cứ yên tâm. Rõ ràng rồi. Tiếp tục là tháng 4. Tháng 4 của năm Kỷ Hợi là tháng Kỷ Tỵ. Kỷ Tỵ thì thuộc mộc. Như vậy mệnh thủy sinh mộc tiếp, mà bản mệnh sinh xuất, bản mệnh sẽ bị yếu đi. Các cái tinh quân tốt nó cũng sẽ không có được tốt đẹp lắm. Các ameo tinh quân xấu ông sẽ hoành hành, sẽ ảnh hưởng nhiều một tí xíu đến công việc. Rồi thiên can đinh kỷ cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Ngũ hành tiếp tục là đinh hỏa kỷ thổ thuộc dòng tương sinh, hỏa sinh thổ. Các mối quan hệ làm ăn cũng tiếp tục tốt đẹp, không có vấn đề gì. Rồi địa chi Tỵ Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung nhau. Ngon lành. Vậy là ok ha. Tỵ thì thuộc hỏa, Mùi là thuộc thổ, cho nên có thể nói là thuộc dòng tương sinh. Như vậy là tháng 3, tháng 4 thì nó khá giống nhau. Tháng 3 thì có Mùi với Thìn, nó nằm trong tứ hành xung nhưng nó cũng khá nhau. Tháng 4 cũng tiếp tục là tốt đẹp, cũng giống vậy. Tuy nhiên là rõ ràng là từ tháng 1 cho đến tháng 4 thì các anh đều có cái bổn mệnh, một là tương khắc tháng, hai là bị sinh xuất, cho nên là cần cẩn thận bổn mạng. Cũng giống như là năm cái thiên can đã nói, cái mệnh cả năm mà em đã trình bày ở trên, nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe một tí xíu, cho nên là cần cẩn thận. Rồi tiếp tục đó là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi là một tháng thổ. Tháng đó là tháng canh ngọ. Canh ngọ thì gốc thổ. Như vậy mệnh thổ khắc thủy, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng, đặc biệt là cần để ý về tai nạn. Bệnh nạn rất là dễ xảy ra, vì dù sao nó cũng tương khắc mình, là nó là cái xấu nhất của năm. Năm nay là bổn mạng đã vốn dĩ đã không được tốt đẹp ha. Thổ vượng thì khắc thủy mạng ha. Thủy gặp năm mộc là sinh xuất, bây giờ gặp tháng tương khắc bổn mạng thì bổn mạng của các anh ở trong tháng này cần cẩn thận. Và tháng 5, tháng 6 là hạn tháng thổ luôn, cho nên là để ý một tí xíu. Thiên can chữ canh với chữ đinh cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Gốc chữ canh thì là kim, chữ đinh là hỏa, cho nên có thể nói là mình khắc nó đinh hỏa khắc canh kim. Nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì dù sao như nữa thì đó là cái tương khắc về nạp âm ngũ hành, chứ không phải tương khắc về ví dụ như là đinh khắc tân hay là như thế nào đó thì nó sẽ mới khó chịu. Cho nên là cần cẩn thận. Rồi địa chi ngọ mùi thì thuộc nhóm lục hợp, may mắn hòa hợp trong gia đạo, thậm chí là sinh ra là nhiều điều tốt đẹp ở trong cuộc sống. Người ta nói gặp lục hợp thì nhiều chuyện nó biến đổi, nó tốt đẹp. Như vậy là tháng 5 với cái cần cũng tiếp tục cần chú ý nhiều nhất vẫn là về mặt sức khỏe. Còn thiên can thì bình, nói chung là cũng không quá xấu. Còn địa chi thì là quá tốt đẹp, nó thuộc lục hợp. Rồi đó là tháng 5. Bây giờ tới tháng 6 của năm Kỷ Hợi. Thì tháng 6 của năm Kỷ Hợi là một tháng tân mùi, tháng tuổi của các anh. Tháng tân mùi là gốc thổ. Như vậy tiếp tục mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng nhiều điều, nhất là bệnh nạn. Khi mà nên nhớ là khi mà bị tháng tương khắc là các cái tinh quân tốt ở trong mệnh của mình là bị che mất hết. Các cái tinh quân xấu nó sẽ tung ra, nó làm hoành hành rất là nhiều điều, cho nên là cần cẩn trọng ha. Rồi thiên can chữ đinh nó khắc chữ tân. Thiên can tương khắc gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, rất là dễ hao tốn, đặc biệt là cái tháng này khi mà mệnh bị tương khắc thì các tinh quân tốt nó không hỗ trợ được mình, sẽ đem đến nhiều điều rất là bất lợi. Sao chủ như là
sao chủ sao chủ Thái Âm sẽ không có cơ hội để mà phát huy cái tác dụng mà một cách tối thiểu tối đa lộc ở trong cái tháng này, cho nên cần cẩn thận. Địa chi tháng tuổi sẽ không có nhiều tốt đẹp trong gia đạo, sẽ rất là rắc rối. Như vậy tháng 6 là một tháng có thể nói là xấu nhất trong 6 tháng đầu năm, vì nó là tháng tuổi, đặc biệt tháng tuổi này là mệnh tương khắc ha. Cái chữ đinh này nó lại cái chữ tân này thì bị chúng ta tương khắc luôn, cho nên là các anh thì em cực kỳ cẩn thận cái tháng tháng 6 Tân Mùi này. Như vậy tổng hợp cái vận hạn 6 tháng đầu năm thì có thể nói là 5 tháng đầu của các anh, thậm chí là tháng 6 đều có dấu hiệu của cái sự không tốt đẹp về mệnh, cho nên là các anh cần cẩn thận về bổn mạng của mình, đề phòng bệnh nạn và tai nạn. Tất cả các tháng thì khá tốt đẹp về công việc trừ cái tháng 6 là tháng tuổi. Hy vọng là với 5 tháng tốt đẹp, các anh sẽ đủ cái tiềm lực, đủ cái gọi là thảnh thơi để mà vượt qua được cái tháng 6 không mấy tốt đẹp. Rồi, như vậy là em đã chia sẻ xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi Đinh Mùi Nam Mạng của các anh. Hy vọng rằng nó là thông tin giúp đỡ được các anh ở trong cuộc sống và để các anh ứng dụng mà tạo được cái kinh tế tốt ha, tạo được cái niềm vui mà các anh đáng được có. Nếu các anh xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người khác của tuổi Đinh Mùi cùng ứng dụng để mà vượt qua cái năm có thể nói là năm Kỷ Hợi 2019, một năm đầy may mắn và tốt đẹp. Rất vui và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.